1 2 3 4 5 6. Toàn bộ số sách này sẽ được dành để tặng cho các bạn follower của nhà Lai. Ta-da! Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Lai Reading. Trong video ngày hôm nay thì tụi mình sẽ làm một cái unbox xương xương ha. Cái unbox hôm nay rất là đặc biệt tại vì trong này toàn bộ là sách mà Lai xin được tài trợ từ các nhà để dành tặng cho các bạn followers của nhà Lai. Ok, bây giờ tụi mình cùng bắt tay vào việc unbox sách mới. Let's go! Ok, ở đây hiện tại thì đang có 6 chiếc hộp và Lai sẽ chọn một chiếc hộp bất kỳ. Coi như là tụi mình làm một chút random unbox xem coi sách mà tụi mình nhận được sẽ là sách từ những nhà nào và là những cuốn sách gì ha. Đầu tiên là một chiếc hộp rất là to bự như thế này, để coi. Trên này thì không có ghi thông tin của bên gửi nhưng mà Lai đoán là sách từ Skybook với mọi người. Coi thử ha. Wow, đúng là Skybook này mọi người. Trời, các bạn ý còn gửi tặng cho Lai rất nhiều podcast ấy, để mà đính kèm trong sách cho mọi người. Dễ thương lắm mọi người ơi. Chiến thần đọc sách, kẻ bị diệt ví tiền. Đây, kẻ bị diệt ví tiền của chúng tôi. Trong này đầu tiên là cuốn sách rất là đỏ và rất là hợp với vai Giáng sinh luôn, Em của Liêu Hà Trinh. Tên gọi khác là Ngoao. Thì chị này rất là nổi tiếng, là MC này, rất là xinh đẹp và đồng thời là một tác giả sách nữa ấy. Trong này thì ra thấy có nhiều hình minh họa xinh lắm. Đây là cuốn sách vừa tản văn vừa thơ luôn. Thì cuốn sách này nội dung sẽ là dành cho các bạn nữ về những cái cảm xúc này, suy tư của một người con gái trong tình yêu, cũng như là về các khía cạnh khác trong cuộc sống thì như nào. Lại nhớ là chị này còn có một cuốn sách là Anh nữa cơ. Tiếp theo là một cuốn sách rất là dễ thương luôn đó mọi người, Thông thái từ những điều nhỏ nhất của tác giả Erin Matt Rudy, là thuộc tụ sách sống khác nè mọi người. Và trong này thì tụi mình được tặng một chiếc bookmark rất là xinh, giống y chang cái tên luôn. Cuốn sách này nói về những cái điều rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống của tụi mình ý, như là sắp xếp gọn gàng nhà cửa này, để việc nhà trở nên đơn giản hơn này, chuẩn bị bữa tối khéo tay, chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ và tham dự chăm sóc bản thân. Thì những cái khía cạnh này tưởng chừng như rất là nhỏ nhưng mà nó lại góp phần tạo nên một ngày của tụi mình ấy. Và tụi mình nên làm như thế nào để mà thông thái ngay từ những cái điều nhỏ nhặt như thế này. Một cuốn sách rất là dễ thương và rất hợp với lại cái phương châm sống của Lai mọi người. Tiếp theo là một cuốn rất là thú vị, Kinh Thánh Nói Gì Về Tương Lai của tác giả Charis Dyer. Theo một số cái nghiên cứu thì Kinh Thánh có dự đoán những cái điều xảy ra ở trong tương lai ấy. Thì một cuốn Kinh Thánh được viết cách đây bao nhiêu ngày năm trước rồi mà có thể dự đoán những cái hiện tại của chúng mình hay là từ tương lai thì rất là thú vị ha. Tác giả Charles S. Dyer này có 20 năm làm việc tại Chủng viện Thần học Dallas và 10 năm làm hiệu trưởng tại Viện Kinh Thánh Moody. Tức là một người cũng kiểu rất là nghiên cứu kinh khủng khiếp với mọi người. Các bạn nào mà quan tâm về thần học này với lại kiểu như là đam mê tìm hiểu những cái bí ẩn rồi các thứ thì mọi người có thể tham khảo thử cuốn này ha. Và cuối cùng, món quà của Skybook dành cho tụi mình là ở tiệm bánh ngày mai của Múc. Múc có một cuốn rất là dễ thương là Chuyện Vặt của Múc và trước nay từng đọc rồi. Còn cuốn này là một cuốn sách tranh nha mọi người. Ở trong thì cũng sẽ có một vài cái câu ngắn ngắn như thế này nhưng mà chủ yếu là để cho tụi mình tô màu chiêu chiêu. Cảm ơn nhà Sky đã dành tặng những món quà rất là dễ thương cho các bạn follower của nhà Lai. Chiếc hộp tiếp theo đến từ bác admin dễ thương. Các bạn nào coi story của Lai chắc là đã biết đây là từ nhà xuất bản nào rồi ha. Cái gói rất là đặc trưng ấy, sử dụng giấy báo cũ để gói sách mỗi khi tặng. Trời ơi, Lai rất là thích cách đóng gói này. Và bác admin của nhà này là một trong những người đầu tiên đã liên hệ Lai hồi mà Lai hình như mới 500 follower với mọi người. Vậy là bây giờ đã đồng hành với nhau được coi như là 4 năm rồi mọi người. Trời, thời gian trôi nhanh kinh khủng luôn. Thì đây chính là nhà xuất bản phụ nữ, một nhà xuất bản mà mỗi khi có sách mới đều chủ động gửi cho Lai. Trời ơi, nữ gửi sách cho Lai siêu nhiều luôn đó mọi người. Nhiều lúc cũng cảm thấy khá là tội lỗi khi mà mình không đọc được hết sách của nhà bác nữ ấy. Nhưng mà mỗi lần nhận được sách nhà bác thì đều rất là vui. Đầu tiên phải khoe cuốn này trước. Thế giới, trời ơi, mọi người, Lai rất là thích cuốn sách này. Thích từ khoảnh khắc đầu tiên mà Lai thấy em ý ở trên trang phát hành luôn á. Cuốn này thì nhà bác nữ hầu như là không có tặng cho các bạn. Nhưng cuốn này là của Lai mọi người. Cuốn này không phải giveaway nhưng cuốn này của Lai. Ok, thì đây là quà giveaway dành cho các bạn nè. Đầu tiên là cuốn này đi. Một cuốn rất là nổi tiếng trong series về giới của nhà bác nữ này, Nữ quyền cho tất cả mọi người của tác giả Bell Hooks. Cuốn này thì giống như là một cuốn cẩm nang dành cho những bạn nào mà mới tìm hiểu về chủ đề giới và chủ đề nữ quyền đó mọi người. Thì cuốn này chứa rất nhiều thông tin hay ho nhưng mà được viết theo một cách rất là dễ hiểu về nữ quyền. Tác giả cho mình thấy cái dòng chảy của lịch sử của phong trào nữ quyền này, đưa ra cho tụi mình những cái định nghĩa chính xác về những cái vấn đề xoay quanh nữ quyền ấy. Viên ngọc trai vỡ vọ của tác giả Nadia Hashimi. Trời, cuốn này Lai mới giới thiệu cho mọi người trong cái book haul lần trước luôn ấy. Cái bìa rất là đẹp thôi nhưng mà về nội dung mọi người nó siêu đỉnh luôn. Nội dung thì xoay quanh hai người phụ nữ khác nhau, một người ở thế kỷ 20, một người ở thế kỷ 21, một người thì
là trải qua những hoàn cảnh rất là khó khăn đấy mọi người. Cha mẹ mất, anh em mất, sau đó bị bán đi để gánh nợ này, dòng đời đưa đẩy một hồi kết là bị bán vào trong cung. Nhưng mà bà đã rất là cố gắng đấu tranh cho cái số phận của mình ấy, để mà được trở thành một người lính gác hoàng gia. Câu chuyện thứ hai là về một cô gái ở thế kỷ 21. Thì cô gái này sinh trưởng trong một gia đình mà có 5 chị em gái, và tại vì gia đình không có con trai cho nên cha mẹ của cô này bắt buộc phải biến cô này thành một bad child boy, tức là một đứa bé gái dạ trai. Thì trong cái quãng thời gian lúc mà cô là một đứa bé gái dạ trai, nó lại là một quãng thời gian rất là hạnh phúc, tại vì cô được tự do làm tất cả mọi thứ cô muốn. Nhưng mà mới 12 tuổi thôi mọi người, là bị gả cho một thủ lĩnh địa phương, từ một đứa trẻ mà đang rất tự do, xong rồi bị gả vào một gia đình và bị ép bức bóc lột từ chồng đến gia đình chồng đến những người vợ khác của chồng ấy. Thì cô bé này mới rất là muốn làm mọi thứ để thoát ra khỏi cái tình trạng hiện tại của mình. Tên của sách rất là hay mọi người, Viên Ngọc Trai Vỡ Vỏ, nó giống y chang cái hành trình mà đi tìm lại tự do của những cô gái trong tác phẩm này. Tiếp theo là cuốn này, một cuốn sách mà lại thật sự là rất là bất ngờ khi bạn nữ gửi cho mình thông tin cuốn này luôn đó mọi người. Thế Giới Tươi Đẹp Người Ở Đâu, bản tiếng Anh của cuốn này là Beautiful World Where Are You của tác giả Sally Rooney. Thì cuốn này ấy một thời nổi đình nổi đám luôn đó mọi người. Đây là cuốn sách mà đã đạt giải trong danh mục tiểu thuyết của Goodreads Choice vào năm 2021 đấy mọi người. Về nội dung thì xoay quanh 4 người trẻ, và 4 người này đều rơi vào một cái hoàn cảnh kiểu như là rất là mong muốn khao khát mình sẽ có được một cuộc đời rực rỡ tươi đẹp, nhưng mà cái hiện tại thì lại không được như vậy, và người ta rơi vào những cái mông lung hoang mang tranh vênh của tuổi trẻ ấy. Cuốn sách này có thể mang lại cái cảm xúc gì, cái suy nghĩ gì cho tụi mình về tuổi trẻ? Rất là vui khi bạn nữ đã gợi ý là sẽ tặng cuốn này cho các bạn follower của nhà Na. Đây là các cuốn sách món quà từ nhà xuất bản phụ nữ. Ok, tiếp theo là một chiếc hộp. Mọi người có bất ngờ không? Nhà sách Phương Nam Book City. Không biết có được nêu tên ở đây không ta? Thôi, coi như là một người anh giấu tên ha. Để Lai kể cho mọi người nghe. Tức là người anh giấu tên này đã tặng sách cho Lai rất là nhiều trước đây. Những cuốn sách của Phương Nam mà Lai đọc hầu như đều là từ người anh này gửi tặng. Mỗi trước khi mà anh gửi sách cho Lai thì anh đều kiểu lựa sách rất là kỹ ấy, biết là gu mình đọc là như thế nào này, xong rồi tặng cho mình những cuốn mà đúng kiểu mình đọc là mình sẽ thích luôn ấy. Vậy nên là Lai rất là thích mỗi khi Lai nhận được sách của anh. Thì hôm bữa trong lúc mà nghĩ đến việc là Lai sẽ tổ chức một cái giveaway ấy, thì Lai mới nhắn cho anh, trời kiểu một người là cả năm trời không liên lạc cái tự nhiên nhắn tin, nhưng mà anh ok em, trời ơi dễ thương. Thì đây là món quà mà anh giấu tên từ nhà sách Phương Nam gửi tặng cho các bạn follow của nhà Lan trong đợt này. Gói rất là dễ thương đấy mọi người, đúng là kiểu unbox luôn khiến cho bạn vui vẻ. Thì mọi người chắc chắn là sẽ rất là thích món quà này luôn ý. Đầu tiên là cuốn này, Atomic Habits Thay Đổi Tí Hon Hiệu Quả Bất Ngờ của tác giả Jim Clear. Đây là một cuốn sách viết về thói quen, và tác giả chia sẻ cho tụi mình những cái khía cạnh nào, những cái điều gì tụi mình nên lưu ý trong quá trình để mà xây dựng được một thói quen tốt ấy. Thì cuốn này rất là thích hợp để mọi người đọc trong thời điểm này, cũng như là trong đầu năm mới ấy, để mà tụi mình có thể xây dựng cho tụi mình những thói quen tốt này, chào đón một năm mới rất là vui tươi phấn khởi đồ. Tiếp theo là cuốn này, Người Trồng Rừng của tác giả Chin Chiono, My Favorite of All Time, một trong những cuốn sách mà Lai cực kỳ yêu thích luôn. Người Trồng Rừng viết về một người đàn ông này mọi người, một ông lão. Câu chuyện rất là đơn giản thôi, ông lão này sinh sống trong một mảnh đất khô cằn này, sau đó thì ông mới từng ngày ông gieo trồng lên những hạt giống. Thì trong số rất nhiều cái hạt giống mà ông gieo trồng, có một số cái hạt giống thì nảy mầm và lớn lên trở thành cây được, nhưng mà còn rất nhiều hạt giống thì nó chết đi. Nhưng mà ông vẫn không bỏ cuộc, ông vẫn tiếp tục cái hành trình của mình. Xong rồi sau đó cái mảnh đất mà ông gieo trồng nó thành một cái vườn cây, thành một rừng cây. Đó là nơi mà bắt đầu kiểu kiến tạo nên sự sống luôn đấy mọi người. Nói chung là một cuốn sách rất là dễ thương và truyền cảm hứng cực kỳ nhiều. Đặc biệt trong này là có hình minh họa của bạn Trần Quốc Anh, minh họa rất là xinh và rất là dễ thương luôn. Trong cuốn này bìa cứng mọi người cực kỳ xịn. Tiếp tục là cuốn này, Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn của Phạm Nữ Ân, một cuốn sách rất là hay. Trời ơi, cuốn này là bìa cứng luôn nha mọi người. Trời ơi, anh xịn quá mọi người, anh gửi cả bìa cứng. Cuốn này có hai phiên bản là bìa cứng và bìa mềm mọi người, muốn chung ghê. Lai chưa có bạn bìa cứng mọi người, Lai mới có bạn bìa mềm thôi. Phạm Nữ Ân là bút danh của hai vợ chồng. Thì hai vợ chồng mà tự nhiên Lai quên mất tên rồi, nhưng mà đây là hai vợ chồng nhà báo mọi người. Cái tiệm cà phê đọc sách mà để Lai để thông tin đấy cho mọi người ha, ở quận 1 cũng là của tác giả này, trời rất là đỉnh. Đây là một cuốn truyện ngắn tại Von, nói về rất nhiều những đề tài xoay quanh người trẻ tụi mình này, những cái mông lung lạc lối cô đơn, những cảm xúc của tụi mình trong quãng thời tuổi trẻ. Và một số câu chuyện thì nó chạm đến mình ấy, tại vì cảm giác nó rất là thực. Một số câu chuyện khác thì nó lại cho mình cái động lực để mà mình tiếp tục cố gắng. Và trong này có một câu rất là hay, đó là nếu biết trăm năm là hữu hạn cái gì ta không sống thật lâu. Tức là nếu mà mình biết thời gian của mình là có hạn ấy, tại sao mình lại không cố gắng sống tốt cái cuộc đời này của mình. Thì đây là ba món quà mà người anh giấu tên từ nhà sách Phương Nam đã gửi cho tụi mình, và cảm ơn anh rất là nhiều. Ngoài ra thì anh ý còn gửi cho Lai một cuốn sách nữa, đây là cuốn sách Biên Niên Sự Về Khủng Long, Từ Tiến Hóa Tới Diệt Vong, Chris Choice Award, cuốn sách hay nhất về đề tài khủng long kể từ năm 1980. Wow, đây là cuốn sách mới cho mọi người. Bật mí là
một cuốn sách rất mới. Online cũng nhớ là được công bố chưa, nhưng mà nói chung đây là một cuốn sách mới mới được ký phê duyệt phát hành dạo gần đây thôi, nên là yes. Tôi cảm thấy rất là kiểu xúc động hơn là chiếc hộp này. Để coi, ồ đây là chiếc hộp từ nhà Bác Huy Hoàng, ba cuốn sách dày cộp luôn mọi người. Đầu tiên là cuốn sách mới toanh luôn mọi người, Khúc Tráng Ca Về Những Vết Thương, The Song of Outcasts. Wow, cái tên nghe rất là hay. Cái bìa này không biết tại sao nhưng mà lúc mà nhìn vào mình cảm giác giống như là những cơn đau trong cơ thể mình nó đang kéo theo. Đây là một cuốn sách giúp tụi mình tìm hiểu về những cơn đau. Rất nhiều lúc chúng mình bị thương ấy, và cái cơn đau đó nó khiến cho tâm trạng chúng mình kiểu rất là xấu đi, và tụi mình không thể nào quan tâm được một cái gì khác ngoài cái cơn đau của tụi mình ấy. Thì một cuốn sách viết về cơn đau thì nó sẽ như thế nào? Khúc Tráng Ca, chúng nghe nó rất là hào hùng với mọi người. Khúc Tráng Ca Về Những Vết Thương sẽ cho chúng ta hiểu biết toàn diện hơn về cơ thể con người, từ đó nhận ra con đường đưa ta tiến gần hơn đến một tương lai mở đó đau đớn không còn đồng nghĩa với đau khổ. Ê, cái từ này hay ấy mọi người, dịch rất là hay luôn. Đau đớn không còn đồng nghĩa với đau khổ. Ôi cái từ này định, rất là định. Mặc Ngân dịch. Tự nhiên đang làm like tò mò ấy, mọi người. Không ấy thôi, like giữ lại cuốn này được không? Không được, không được, không được, không được. Tiếp theo là combo hai cuốn sách Ăn Chuẩn Ít Bệnh của tác giả Hẹ Manh. Đây là hai cuốn sách mới toanh của nhà Bác Huy Hoàng luôn mọi người. Nói về chủ đề ăn uống và cái việc ăn uống nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái sức khỏe của tụi mình ấy. Tự nhiên nhắc đến đây, mắc cười kể cho mọi người nghe. Hôm bữa lúc mà Lai đi khám sức khỏe thì bác sĩ bảo Lai là cholesterol của em hơi cao á. Cái kiểu Lai bị bất ngờ ấy. Tại sao lại cholesterol cao? Kiểu tụi mình cứ luôn nghĩ là khi nào mà một người rất là mập hay là họ ăn rất là nhiều đường các thứ thì kiểu cái mỡ trong máu với lại lượng đường trong máu các thứ nó cao là bình thường đúng không? Còn lại nói có như thế này, cholesterol cao. Không hiểu được, nhưng mà đấy là một cái dấu hiệu để cảnh báo cho tụi mình là ngay cả khi cơ thể mình có vẻ đang rất là bình thường đi thì tụi mình vẫn có thể đang bị một cái vấn đề sức khỏe nào đó. Cho nên là cái việc mà tụi mình quan tâm về ăn uống này nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của tụi mình như thế nào nó rất là quan trọng với mọi người. Ồ, trong này có bút mép rất là dễ thương. Thì tác giả của cuốn này mọi người, Hẹn Manh, từng đảm nhiệm vai trò bác sĩ chuyên khoa, bác này còn là cựu trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng của bệnh viện An Trinh nữa mọi người. Tức là một người rất là giỏi và có kinh nghiệm trong lĩnh vực ăn uống và dinh dưỡng ấy. Trong cái lúc mà đang có rất nhiều thông tin về chuyện ăn uống với lại sức khỏe ngoài kia và tụi mình không thể nào xác minh được thông tin nào là đúng hay là sai ấy, thì những cuốn sách như thế này rất là hữu ích cho tụi mình để mà tụi mình đỡ tốn thời gian nghiên cứu nhưng mà vẫn có được những cái thông tin chính xác đó mọi người. Cảm ơn bác Huy Hoàng rất nhiều vì đã gửi tặng các bạn của nhà Lai ba cuốn sách rất là hay ho về sức khỏe như thế này. Hãy nhìn chiếc logo này, yep. Nhã nam, đây là nhã nam của các bạn đây. Trời, nói chung là cũng rất là duyên số, một bé mà tình cờ quen biết mình ở trên TikTok đã liên hệ với mình để nói chuyện về việc làm việc với nhãn em đồ các thứ ấy. Thì tranh thủ cơ hội, mọi người mình phải tranh thủ cơ hội thì mình đã xin quà để làm giveaway. Nhưng mà rất là dễ thương á mọi người, bé đấy ok liền luôn ấy, kiểu được chị ơi chị cứ chọn cuốn gì chị nói đi, dễ thương dễ man luôn. Chắc chắn là những cuốn sách mà mọi người rất là yêu thích. Để live box cái siêu này ra lấy sách cho mọi người cho dễ nha. Gió Đốc Vô Hình của Higashino Keigo, một cuốn sách mới toanh trinh thám. Cuốn này là cuốn mới toanh mọi người, like không nghĩ là like xin được luôn nhưng mà đã xin được. Chắc chắn ở đây có rất nhiều bạn là fan của trinh thám và các bạn cũng yêu thích chia sẻ Keigo đúng không? Like đã review em này rất là chi tiết rồi nên mọi người có thể xem lại trên TikTok hoặc là trên Instagram ha. Like không nghĩ là sách trinh thám có thể cuốn hút vậy luôn đấy mọi người. Em này là em mà đã kéo like ra khỏi Reading Slum và like đọc hình như nó chỉ từ chiều tối hôm nay đến hôm sau là like đã đọc xong rồi mọi người. Một cuốn sách mà rất là hay và rất là mắng cuốn. Cuốn sách rất là nổi tiếng khác. Lý Do Để Sống Tiếp của Matt Hay là một trong những tác giả mà like cực kỳ yêu thích luôn đấy mọi người. Cuốn này xoay quanh chủ đề về trầm cảm, tức là cái quá trình lúc mà tác giả đã rơi vào cơn trầm cảm như thế nào và trải qua nó ra sao và cách tác giả đã vượt qua nó như thế nào á. Thì đây là một cuốn sách rất là hay, Lai đã từng review em này trên trang nhà mình rồi. Nếu mà các bạn quan tâm về chủ đề trầm cảm hay là các bạn nào đang ở trong những cái cơn hoạn loạn của mình và các bạn cần một cuốn sách giúp cho mọi người bình tâm lại cũng như là cảm thấy một vài cái khía cạnh làm sao để mà mình có thêm động lực để mình sống tiếp ấy, thì Lai rất là highly recommend cho mọi người cuốn này ha. Và cuối cùng là một cuốn sách mà Lai cực kỳ yêu thích, đúng với chuẩn gu sách của Lai luôn đó mọi người, đó là Trái Tim Người Lớn Là Con Hào Mang Vỏ của Nini. Đây là một cuốn truyện tranh rất là dễ thương, ở trong toàn bộ là hình minh họa luôn. Và cuốn này thì xoay quanh rất nhiều vấn đề của người trẻ tụi mình trong quá trình trưởng thành, những mệt mỏi, những khó khăn, những cái điều mà chúng mình băn khoăn vào trong cuộc sống, cái quãng từ trẻ con thành một người lớn ấy, nó có những mệt mỏi gì và chúng mình nên làm thế nào để vượt qua đồ các thứ ấy. Thì mọi người tham khảo thử cuốn này ha. Cảm ơn nhãn em rất là nhiều vì đã gửi tặng cho các bạn ở nhà Like ba cuốn sách cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ xịn sò như thế này. Ok, cuối cùng trong danh mục ngày hôm nay của tụi mình
là Zubut. Trời ơi, mọi người không tin được đúng không? Chắc là Lai là một trong những booklogger đầu tiên và xin được sách từ Zubut để làm quà tặng cho mọi người. Lai thấy các anh chị ở Zubut rất là dễ thương. Lai từng gặp các anh chị ở sự kiện rồi. Lúc mà lóe lên ý tưởng là giveaway quay thì Lai cũng nhắn tin cho bên Zubut để mà xin một số cuốn sách. Tại vì đây là một tác giả mà Lai rất là yêu thích từ Zubut. Thì đây là sách của anh Phan Lê mọi người. Một tác giả của Việt Nam mình mà Lai cực kỳ yêu thích và rất là muốn show out tên anh ấy trên mọi mặt trận luôn. Thì đây, cho mọi người cuốn này trước ha. Đây là cuốn sách mà khiến cho Lai cực kỳ yêu thích anh Phan. Mọi người về nơi có nhiều cánh đồng. Thì cuốn này ấy, nói về hành trình của anh cùng với một số bạn khác về một cái vùng núi, tự nhiên Lai quên mất tên. Cảm giác nó vừa có một cái gì đó rất là gần gũi, lại rất là hùng vĩ, tráng lệ. Và cái vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như cái câu chuyện của những người trẻ trong tác phẩm này ấy, nó tạo cho mình một cái ấn tượng mạnh kinh khủng khiếp luôn đấy mọi người. Trong này còn có đính kèm một chút bút mép nữa này. Tiếp theo là cuốn này, Cuộc sống nhiệm màu của Mèo Trắng. Đây là một tập hợp những câu chuyện rất là vụn vặt đời sống của Mèo Trắng, nhưng mà thông qua hình ảnh Mèo Trắng ấy, tụi mình lại thấy được bản thân tụi mình ở đâu đó quanh đây. Ví dụ như là những cái suy tư về tình yêu, về cuộc đời, những cái mong ước mà mình chưa đạt được thì nó sẽ như thế nào, và những cái ngày mà mình hùng hực khí thế để mà làm một cái gì đó nó sẽ ra sao á. Thì Mèo Trắng rất là dễ thương và rất là nhây. Những bạn nào mà theo dõi anh Phan ở trên Instagram thì chắc mọi người cũng đã rất là quen thuộc với hình ảnh Mèo Trắng này rồi. Thì đây cũng là một cuốn của anh Phan luôn đó mọi người, Xứ Mèo. Cuốn này kể về một hành trình khi mà loài người chúng mình không thể sinh sống trên hành này được nữa, thì tụi mình mới tìm một nơi để mà di chuyển đến đó để sinh sống. Thì đó lại là hành tinh nơi những chú mèo là chủ nhân. Vậy thì một hành tinh khi mà chúng mình đúng nghĩa là con sen luôn ấy thì nó sẽ như thế nào? Ồ, cuốn này thì có vẻ nét vẽ của anh Phan nó có một chút mạnh mẽ hơn và cái vai nó tối tối hơn ha. Cuốn này Lai chưa có luôn đấy mọi người, hay là mình xu ta. Ôi, thì đây là ba cuốn sách mà Zubut và anh Phan rất là ưu ái để mà dành tặng cho các bạn ở nhà Lai. Ok, thì đây là toàn bộ số sách sẽ được dành để tặng cho các bạn follower của nhà Lai thôi. Cái clip này chỉ để unbox và giới thiệu thông tin sách thôi. Mọi người còn giveaway thì Lai sẽ đăng cho mọi người ở trên Instagram và trên TikTok vào ngày 4 tháng 12. Mọi người nhớ lưu lại lịch để mà vào tham gia ha. Thì lệ tham gia giveaway cũng rất là đơn giản thôi. Hôm đó thì Lai sẽ công bố cho mọi người. Và đó mọi người cũng cần làm gì hết, tại vì đây là quà tri ân mà Lai muốn dành tặng cho mọi người. Tại vì rất là lâu rồi chưa có làm giveaway ấy. Ngoài những cuốn sách này thì hôm đó tụi mình cũng sẽ có thêm một số món quà khác nữa từ Lai và từ những người bạn bè của Lai nữa. Nên là mọi người hãy nhớ tham gia giveaway ha. Một lần nữa Lai rất cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây đồng hành cùng Lai. Không chỉ có các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách mà còn có cả các bạn khán giả vẫn luôn chờ xem những video của nhà Lai. Thì không biết nói thế nào nữa mà nói chung là không có mọi người thì cũng không có Lai ngồi đây xem xí ngày hôm nay. Nên là Lai rất là cảm ơn mọi người vì đã ở đây đến tận giờ phút này và đến tận ngày hôm nay. Vậy thôi, giảm xì nữa, chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người trong giveaway cũng như là trong những video tiếp theo của nhà Lai ha. Bye bye!